Con thì thực hành những cái hạnh là không có nói láo. Một vị tu hành thì sẽ có một cái bộ y, một cái màu đặc trưng, đó là màu màu gì thầy? Dạ, màu vàng. Con nghe trong kinh đó là màu của A-la-hán, màu của những bậc tu chân tu, tại vì cái vị đó là giống như mọi con thì không nói, nhưng mà mọi người nhìn thấy gọi là cái y đó giống như cái ruộng phước điền, là lúa thời kỳ đã chín nó có màu vàng. Như con như thế này là đi lượm được cái màu gì cũng được. Tại vì không có màu vàng, nhưng mà con là một người tập tu tập học nên là chưa đủ để mà khoác cái y màu vàng đó. Khi mà mình chín thành tựu gọi là viên mãn giới luật, mình có thiền định, mình có trí tuệ, mình được giải thoát rồi thì mình cũng xứng đáng mình khoác chiếc y màu vàng. Chưa đủ để mà khoác cái y màu vàng đó. Con giữ giới không nói láo, chỉ là con không nói thật thôi. Ông Minh Tuệ không hiểu gì về y trong luật Phật, vọng ngữ, xuyên tạc ý nghĩa của y chư tăng. Theo luật tạng, tăng đoàn của Phật lúc ban đầu ăn mặc không khác biệt gì với những người tu hành thuộc các truyền thống tôn giáo khác. Vì thế vua Tần Bà Sa La đề nghị với Phật xin cho các đệ tử được ăn mặc khác hơn để mọi người dễ nhận ra. Theo luật tạng Đại Phẩm tập 2, vào lúc bấy giờ, các vị tỳ kheo nhóm luật sư mặc các y cà sa màu ngà voi chưa được cắt. Dân chúng phàn nàn, phê phán chê bai rằng, giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy. Các vị đã trình sự việc lên Đức Thế Tôn, Ngài dạy rằng, này các tỳ kheo, không nên mặc các y chưa cắt, vị nào mặc thì phạm tội Dukkata. Đúng vào thời điểm ấy, Phật và người đệ tử thân cận nhất là Ananda đang du hành đến Dakshina Di ra thuyết giảng. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy những thửa ruộng lúa ở Magadha được kết nối bằng những khoảnh vuông vức, được kết nối bằng những đường biên ngắn, được kết nối bằng những mảnh vuông ở chỗ giao nhau, chia cắt bởi những con đê tăm tắp, liền bảo Ananda cứ theo mẫu ấy mà may áo cho tăng đoàn. Này Ananda, ngươi có khả năng tạo nên các y có kiểu mẫu như thế cho các vị tỳ kheo không? Bạch Thế Tôn, con có khả năng. Sau đó, tôn giả Ananda đã tạo nên các mẫu y theo như lời dạy của Đức Phật cho chư vị tỳ kheo, và đã được Đức Phật khen ngợi là người sáng trí, có đại trí tuệ. Chất lượng của y, luật tạng ghi rằng, nên thọ trì y phấn tảo và 10 loại y như câu xá, kiếp bối, khâm bạc la, soma, xoa ma, xá nâu, ma, sĩ di la, câu nhiếp la, thẩn la bát. 10 loại y như trên, nhuộm thành màu sắc cà sa để thọ trì. Màu sắc, cà sa là những loại vải đã không còn giữ được màu sắc chính, đã được nhuộm bằng nước do các vỏ cây giã ra, đặc biệt là từ gỗ và vỏ cây mít băm vụn và đun trong nồi. Những tấm vải này có màu vàng nâu nên được gọi là hạt sắc y hay hoại sắc y, và hiện nay tùy theo mỗi đất nước, phụ thuộc vào kỹ thuật nhuộm vải, mà màu y khác đi đôi chút. Ý nghĩa của y cà sa, chiếc y cà sa được dùng để che thân, làm chăn đắp hay dùng để ngồi. Theo sách Phật Chế Tỳ Kheo Lục Vật Đồ thì y cà sa có 12 tên gọi là 1. Cà sa, 2. Đạo phục, áo của người tu hành theo đạo Phật, 3. Thế phục, áo của người xa rời thế tục, 4. Pháp y, áo theo đúng pháp quy định, 5. Ly trần phục, áo của người thoát tục, 6. Tiêu sầu phục, áo có khả năng tiêu trừ phiền não, 7. Liên hoa phục, áo như hoa sen không nhiễm buồn, 8. Gián sắc phục, áo không dùng 5 màu chính để nhuộm, 9. Từ bi phục, áo của người thực hành đức từ bi, 10. Điền tướng y, áo theo hình thử ruộng, 11. Ngoà cụ, dụng cụ để ngồi, 12. Phu cụ, dụng cụ dùng để đắp. Ông Minh Tuệ xuyên tạc lời Phật ý kinh về y cà sa, nhằm tôn vinh phẩm hạnh khiêm hạ của mình và ngầm chê bai phỉ báng các sư trong và ngoài nước mặc y vàng. Đây chính là dấu hiệu gây chia rẽ quần chúng và giáo hội, tạo ra sự bất ổn trong khối đại đoàn kết dân tộc.